Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 11. Đoàn kiểm tra của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Hà Quảng về công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025 và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tổng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tại huyện Hà Quảng là 178 tỷ 869 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư 134 tỷ 217 triệu đồng, vốn sự nghiệp 44 tỷ 652 triệu đồng, bố trí cho 234 công trình đến nay đã khởi công 146 công trình, 88 công trình chuẩn bị đầu tư. Vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 23 tỷ 160 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư là 22 tỷ 084 triệu đồng, bố trí cho 71 công trình, vốn sự nghiệp là 1 tỷ 076 triệu đồng. Tổng số vốn đầu tư công là 52 tỷ 121 triệu đồng. Tính đến ngày 15 tháng 10 giải ngân được trên 14 tỷ 455 triệu đồng, đạt 27,7% kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia đoàn kiểm tra tỉnh ủy đề nghị huyện hà quảng cần tập trung giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thực hiện đúng quy định không để xảy ra sai phạm tiêu cực lãng phí Tối ngày 31 tháng 10, đồng chí Bề Xuân Tiến, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến sự sinh hoạt tri bộ xóm Đồng Tiến, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lan. Trong tháng 10, 31 đảng viên trong tri bộ luôn đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo triển khai thực hiện tốt về sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi đàn gia súc gia cầm phòng chống dịch bệnh, di rời 5 chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở hoàn thành 12 nhà tạm, nhà rột nát, duy trì các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của đảng đến đảng viên và nhân dân. Ghi nhận những kết quả đạt được của tri bộ xóm Đồng Tiến, đồng chí giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị. Trong những tháng cuối năm 2022, tri bộ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, quan tâm duy trì sinh hoạt tri bộ, phát triển đảng viên mới, xây dựng tri bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự tuyên truyền và động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022. Huyện Bảo Lâm vừa tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022, tiếp tục triển khai công tác huấn luyện giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ dự vững an ninh biên giới. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc diễn tập phòng thủ khu vực huyện Bảo Lâm đã thành công tốt đẹp và đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Việc tổ chức diễn tập bài bản đúng quy định, các lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng. Các nội dung thực binh được tổ chức chặt chẽ, linh hoạt, sát thực tiễn và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Huyện đã huy động trên 7,7 tỷ đồng, vận động tầng lớp nhân dân đóng góp 2.750 ngày công trên 1.500 cây các loại, gần 500 kg lương thực phục vụ tốt cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Phát huy ưu điểm đã đạt được, huyện Bảo Lâm tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm quan điểm đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp các công trình quốc phòng kết hợp giữa phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ngành và tầng lớp nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sự vững an ninh biên giới. tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán, miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Đồng thời, virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến thể phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh. Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là 10.603.212 ca. Trong đó, số bệnh nhân đang thở oxy là 59 ca, gồm thở oxy qua mặt nạ 50 ca, thở oxy dòng cao HFNC 2 ca, thở máy xâm lấn 7 ca. Con số này tăng nhẹ so với ngày trước đó. Tuy nhiên, theo thống kê trong tháng 10, số bệnh nhân nặng có chiều hướng giảm, gần như không có ngày ghi nhận số bệnh nhân nặng trên mức 100. Trong khi ở tháng 9, có thời điểm bệnh nhân nặng lên đến gần 200 ca một ngày, thường xuyên ở mức trên 120 đến 150 ca một ngày. Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Đồng thời, virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến thể phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ nguy cơ tăng nặng, tử vong trở lại. Do đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tiêm phòng vaccine COVID-19 và truyền thông nâng cao trách nhiệm ý thức người dân, cộng đồng và xã hội, tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới WHO để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về các biến chủng. Theo Bộ Y tế, biến chủng Omicron đã chiếm ưu thế ở một số tỉnh thành và đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể BA.4, BA.5 và BA.2.75 tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ở một số địa phương còn chưa đạt yêu cầu. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng ngày mùng 1 tháng 11 tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch, Frederick và công nương phu nhân Mary Elizabeth đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam Đan Mạch đang trong giai đoạn phát triển rất tích cực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao thương mại, đầu tư, môi trường, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân. Hiện Đan Mạch là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu nói chung và khu vực Bắc Âu nói riêng. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt gần 600 triệu USD và Đan Mạch đã vươn lên vị trí thứ ba trong các nước đầu tư vào Việt Nam năm 2022 với dự án nhà máy Lego trị giá 1 tỷ USD đưa tổng số vốn đầu tư của Đan Mạch đạt 1,78 tỷ USD. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hai bên có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, mong muốn hoàng gia và chính phủ Đan Mạch tiếp tục ủng hộ việc hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Đan Mạch trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kinh nghiệm công nghệ và tài chính trong triển khai các cam kết về khí hậu tin tưởng các doanh nghiệp Đan Mạch tăng cường đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Qua đó, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam-EU mang lại. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa và du lịch nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần thắt chặt quan hệ đang phát triển tốt đẹp. Theo giả soát của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cả nước hiện vẫn còn 4 địa phương, Lạng Sơn, Bình Dương, Bắc Ninh, Lâm Đồng và một doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam chưa lập kế hoạch lộ trình tổng thể xóa bỏ lối đi tự mở. Các địa phương khác đã triển khai nhưng tiến độ ỉ ạch. Hàng loạt vụ tai nạn đường sắt tại lối đi tự mở thời gian qua đã và đang gây bức xúc dư luận, báo động tới các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương về công tác giám sát và xử lý vi phạm. Thống kê trong 9 tháng, từ ngày 16 tháng 12 năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, trên các tuyến đường sắt xảy ra tới 129 vụ tai nạn, tăng 11 vụ 9%, làm chết 57 người, giảm 2 người 3%, bị thương 73 người tăng 14 người 24%. Trong đó, 55 trên 129 vụ xảy ra tại lối đi tự mở, chiếm tỷ lệ đến 42%, xảy ra dọc hai bên đường sắt 63 trên 129 vụ, chiếm tỷ lệ từ 49%. Mạng lưới đường sắt quốc gia hiện có quá nhiều giao cắt đồng mức, cùng đó ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế. Theo đánh giá của VNR, hầu hết địa phương đã có kế hoạch chi tiết để xóa lối đi tự mở trên địa bàn, nhưng triển khai y e ạch chủ yếu do chưa có kinh phí đề án 358 sử dụng nguồn vốn dành cho công tác an toàn giao thông của các địa phương hoặc vốn từ các dự án của trung ương. Trong khi để làm đường gom xóa lối đi tự mở, công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các diện tích nhà dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nằm trong hành lang đường sắt. Bên cạnh đó, một số địa phương xóa bỏ lối đi tự mở nhưng chủ yếu là đóng trực tiếp lối đi nên kinh phí không nhiều. Trong khi giải pháp căn cơ là phải làm đường gom cần kinh phí lớn. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với cơn bão số 7 nhằm hạn chế thiệt hại nếu có. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 7, cảnh báo của cơ quan chuyên môn để chủ động trong công tác ứng phó. Cụ thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam tiếp tục chỉ đạo hệ thống đài thông tin duyên hải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão cho tàu thuyền biết để ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cảng vụ hàng hải ra soát, nằm chắc số lượng tàu thuyền thuộc khu vực quản lý, Đồng thời chỉ đạo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam duy trì lực lượng phương tiện chuyên dụng sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh, phân công lãnh đạo đến hiện trường để trực tiếp nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 7. Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn bay, không cho phép tàu bay cất cánh, hạ cánh và hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão, chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của bão triển khai ngay các biện pháp bảo vệ phương tiện, công trình nhà ga, kho hàng để hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Bộ Y tế cho biết tổng số ca mắc Covid-19 trong tháng 10 khoảng gần 23.000 ca. Đây là tháng có tổng số mắc giảm so với hai tháng trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có gần 11.502.900 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là trên 10.603.000 ca, trong đó số bệnh nhân đang thở oxy là 59 ca. Con số này tăng nhẹ so với ngày trước đó. Tuy nhiên theo thống kê trong tháng 10, số bệnh nhân nặng có chiều hướng giảm, gần như không có ngày ghi nhận số bệnh nhân nặng trên mức 100. Trong khi ở tháng 9 có thời điểm bệnh nhân nặng lên đến gần 200 ca một ngày, thường xuyên ở mức trên 120 đến 150 ca một ngày. Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán, miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Đồng thời, virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến thể phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ nguy cơ tăng nặng tử vong trở lại. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu cần tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tiêm vaccine phòng COVID-19 và truyền thông nâng cao trách nhiệm ý thức người dân, cộng đồng và xã hội. Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới. Chuyển sang tin quốc tế, ngày 31 tháng 10, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia cho biết đã thu hồi giấy phép sản xuất thuốc dạng siro của hai công ty dược phẩm tư nhân trong nước do vi phạm các quy định sản xuất. Người đứng đầu BPOM cho biết hai nhà sản xuất siro từ nguyên liệu propylene glycol bị nhiễm ethylene glycol nghi là nguyên nhân khiến ít nhất 269 trẻ chủ yếu dưới 5 tuổi bị mắc bệnh thận cấp tính từ đầu năm nay, trong 157 trẻ tử vong. Cụ thể, hai công ty dược phẩm này là Iarin Matama và Universal Pharmaceutical Industry ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra. BPOM khẳng định kết quả giám định cho thấy có cơ sở nghi ngờ hai công ty trên đã thực hiện hành vi phạm tội với việc sản xuất hoặc phân phối các chế phẩm dược không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, hiệu quả và chất lượng theo luật định với mức phạt tối đa là 10 năm tù và 1 tỷ rút. Ngoài ra, hai công ty dược này cũng cảnh báo buộc buôn bán hàng hóa không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu theo luật bảo vệ người tiêu dùng với mức phạt tối đa là 5 năm tù và 2 tỷ rút. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.